Thưa các bạn, nói rằng Việt kiều Mỹ sướng lắm cũng đúng. Ví dụ, có một chàng tỷ phú Việt kiều Mỹ ở Cali, có ngoại hình lùn và thấp bé, rất là xấu trai, nhưng vẫn có một người mẫu đồ lót trắng trẻo, trẻ đẹp, nổi tiếng, chân dài miên man, lặn lội từ bên Việt Nam qua chăm sóc, tận tình, chu đáo cho chàng Việt kiều Mỹ tỷ phú. Như vậy là quá sướng rồi, còn gì nữa, phải không các bạn? Thưa các bạn, khi bạn có quá nhiều tiền, bạn có thể dùng rất nhiều tiền để mua tiên nữ xinh đẹp về phục vụ, hầu hạ, miếng ăn, giấc ngủ cho bạn. Cho dù bạn có là một lão già luồn tịt, xấu xí, bệnh hoạn, tuy nhiên đó chỉ là một giao dịch mua bán, không hơn không kém, theo kiểu tiền trao cháo múc mà thôi. Và sự sung sướng đó cũng chỉ là một sự sung sướng nhất thời, một sự sung sướng ngắn ngủi, tầm thường, chẳng có một chút ý nghĩa nào cả. Thưa các bạn, nói rằng Việt kiều Mỹ khổ lắm cũng đúng. Ví dụ như Việt kiều Mỹ Tân Minh Ngọc, vì có người yêu và mẹ của người yêu bên Việt Nam ốm yếu, bệnh hoạn quanh năm, nên chàng Việt kiều Mỹ Tân Minh Ngọc phải lao ra giữa trời nắng nóng chang chang như thiêu dư đốt để lau xe kiếm tiền, nhằm giúp đỡ người yêu trong mộng ảo chưa một lần gặp gỡ, với số tiền đã hơn 100.000 đô la Mỹ. Một kiếp sống khổ cực đỏ đầy như chốn địa ngục giữa xứ sở thiên đường Mỹ quốc, chỉ vì một chữ tình với người đẹp trong mộng ảo chưa hề một lần gặp gỡ ở ngoài đời thật. Sau đây, góc nhìn Lê Phú Dũng hân hạnh mời các bạn cùng với góc nhìn Lê Phú Dũng đi tham quan một vòng trung tâm mua sắm của người Việt mình ở thành phố Houston thuộc tiểu bang Texas các bạn nhé. Đây là khung cảnh bên ngoài của trung tâm mua sắm của người Việt mình ở thành phố Houston thuộc tiểu bang Texas, Hoa Kỳ các bạn ạ.
Thank you.
Wow. Cảm ơn các bạn đã nghe và xem video này. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Các bạn nhé. Yeah.